Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy cho đến lúc chuyển thân cũng chẳng nghi là ta sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột hay là sẽ không đắc. Vì sao? Này thiện hiện vì đại Bồ Tát ấy thông đạt các pháp, tự tướng đều là không, tức là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy an trụ ở địa vị của mình, không theo duyên khác, đối với pháp địa vị của mình, không ai có thể phá hoại được. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy đã thành tựu trí không động, không thối truyền, tất cả ác duyên chẳng thể huynh đảo. Này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối truyền. Lại nữa thiện hiện nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì giả sử có ác ma giả làm hình Phật, đến chỗ vị ấy nói thế này, nay ngươi nên cầu quả A-la-hán hết hẳn các lậu, chứng bát niết bàn. Ngươi chưa thể kham nhận thọ ký đại bồ đề cũng chưa chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Nay ngươi chưa có các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển. Như lai chẳng nên thọ ký cho ngươi quả vị giác ngộ cao tột. Ngươi cần có đầy đủ các hành trạng tướng của địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy mới có thể mong Phật thọ ký quả vị giác ngộ cao tột. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát bất thối chuyển ấy. Nghe lời ấy rồi, tâm không biến đổi, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng thối, chẳng chìm. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy tự chứng biết, ta ở chỗ chư như lai trong quá khứ quyết đã được thọ ký Đại Bồ Đề. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát thành tựu thắng Pháp như thế, nhất định được chư Phật thọ ký Bồ Đề. Ta đã thành tựu thắng Pháp như thế, tại sao chư Phật không thọ ký cho ta được? Cho nên ta ở chỗ chư Phật quá khứ chắc chắn đã được thọ ký đại Bồ đề. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, dù có ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả làm hình Phật đi đến thọ ký địa vị thanh văn cho Bồ Tát, hoặc thọ ký địa vị độc giác cho Bồ Tát, nói: Này nam tử, cần di quả vị giác ngộ cao tột, từ lâu đã chịu đại khổ sanh tử luân hồi, nên mau tự chứng vô dư niết bàn vĩnh viễn xa lìa sanh tử, rốt giáo an lạc. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy nghe lời ấy rồi, nghĩ như thế này. Đây nhất định là ác ma, hoặc sứ giả của ác ma giả hiện làm Phật nhiễu loạn tâm ta thọ ký địa vị thanh văn độc giác cho ta khiến cho ta thối thất quả vị giác ngộ cao tột vì sao vì nhất định không có chư phật dạy chư bồ tát hướng đến địa vị thanh văn và độc giác mà xào bỏ quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại bồ tát ấy dù có ác ma hoặc sứ giả của ác ma giả hiện làm hình phật nói với các bồ tát kinh điển đại thừa mà ngươi đã thọ trì chẳng phải do phật nói cũng chẳng phải đệ tử của như lai nói đó là các ác ma hoặc các ngoại đạo vì dối gạt mê hoặc ngươi nên nói như thế này ngươi chẳng nên thọ trì đọc tụng, thì này thiện hiện đại Bồ Tát ấy nghe lời ấy rồi liền nghĩ thế này, đây nhất định là ác ma hoặc quyến thuộc của ma làm cho ta nhàm chán xả bỏ quả vị giác ngộ cao tột, cho nên nói kinh điển sâu xa của đại thừa chẳng phải Phật nói, cũng chẳng phải đệ tử Như Lai nói, vì sao? Vì dời kinh điển này mà có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột là việc nhất định không không có